Netizen Trung Quốc nghi ngờ về cuộc sống ở Việt Nam, lương 7 triệu lấy đâu ra tiền mua nhiều ô tô như vậy? Lốp Vườn 4.0 xin chào các bạn. Các bạn thân mến, cách đây mấy tháng trên mạng xã hội Douyin của Trung Quốc đã xuất hiện một đoạn video khá thú vị. Nội dung chính là để lý giải vì sao Việt Nam được coi là vương quốc xe máy. Chủ video nói rằng đó là vì ở Việt Nam, người dân lương khá thấp, chỉ khoảng 6,8 triệu một tháng. Trong khi đó thì xe ô tô bị đánh thuế rất cao, nên hầu như người dân Việt Nam không thể mua nổi mà phải đi xe máy. Nghe nói vậy, netizen Trung Quốc đã rất đắc thắng nghĩ rằng Việt Nam quá nghèo và thua kém mình. Cho đến khi mới đây, một loạt video mới nhất được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc khiến họ bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Đó là sự thật, ở Việt Nam vẫn có rất nhiều người đi ô tô, ngay cả ở nông thôn, thành thị hay miền núi cũng có ô tô, chứ không phải không có chiếc nào như nhiều người vẫn tưởng. Netizen Trung Quốc hoang mang hỏi, tại sao thuế cao mà vẫn có đầy ô tô? Lương 7 triệu thì lấy đâu ra nhiều tiền như vậy mà mua xe 4 bánh? Những câu hỏi này vẫn đang gây sốt trên khắp cõi mạng Trung Quốc, mà cụ thể như thế nào thì ngay bây giờ các bạn hãy cùng mình tìm hiểu thực hư nha. Theo đó, cách đây mấy hôm, một chị gái người Trung Quốc đã có chuyến du lịch thực tế đến Việt Nam. Mục đích lớn nhất của chuyến đi này chính là để tìm hiểu sâu sát nhất về mức sống, mức chi tiêu cũng như để trả lời cho câu hỏi, rốt cuộc Việt Nam có nghèo không? Trong video, blogger Trung Quốc nói thẳng nói thật như sau. Khi lang thang trên đường phố Việt Nam, ban đầu tôi định quay video về khung cảnh Việt Nam với đầy xe máy. Nhưng khi thực sự đến đây, tôi bị sốc vì trên đường của họ toàn là ô tô hạng sang, mọi hình tượng về một quốc gia nghèo khổ và chiến tranh đã sụp đổ. Sau khi đọc báo Việt Nam, tôi mới biết, trung bình có đến hơn 12.000 xe ô tô mới cập cảng Việt Nam mỗi tháng. Nhu cầu về sử dụng ô tô ở Việt Nam ngày càng trở nên phổ biến và người có điều kiện sử dụng ô tô ngày càng nhiều hơn. Điều đặc biệt hơn, bất chấp sự ảnh hưởng của dịch bệnh, đại gia Việt vẫn sẵn sàng chi hàng chục tỷ đồng để tậu siêu xe. Thời nay, siêu xe Việt Nam không thiếu, dù mức giá nhập về Việt Nam có mức thuế cao gấp 4, gấp 5 lần Trung Quốc. Nhiều đó cũng đủ để chúng ta hiểu rằng những người Trung Quốc xưa nay luôn đinh ninh là Việt Nam nghèo lắm, chán lắm, lạc hậu lắm, tất cả đều sai lầm. Chỉ có điều tôi không hiểu, nghe nói trung bình lương ở Việt Nam chỉ khoảng 7 triệu, vậy họ lấy đâu ra tiền để mua ô tô nhiều như vậy? Sau khi xem xong video của blogger này, netizen Trung Quốc tỏ ra hết sức bán tin bán nghi. May sao, có rất nhiều những video khác cũng đã chứng minh rằng những lời blogger trên nói là hoàn toàn đúng. Như đoạn video này cũng được đăng tải mới đây với tiêu đề. Với những nguồn vốn đầu tư bơm qua, với mức sống được cải thiện, siêu xe thể thao và xe sang đã có mặt ở khắp nơi. Trong video, chủ kênh đã đi đến những con hẻm ở Việt Nam và nhận ra những nơi này cũng toàn là bãi đỗ xe ô tô. Chủ kênh nhận định, người Việt Nam thực sự đáng trỗi dậy, trong lúc người Trung Quốc không hay biết. Các bạn biết đó, một bộ phận người Trung Quốc vẫn luôn thường mặc định rằng Việt Nam rất nghèo và lạc hậu. Một quốc gia nghèo toàn đi xe máy như Việt Nam làm gì có nhiều tiền để mua ô tô đắt tiền. Khi xem những video này, họ như được tỉnh ra, hay nói một cách buồn cười là bị tạt một gáo nước thẳng vào mặt. Đúng chứ có sai đâu, ngày nay chúng ta cứ đi ra đường thôi là sẽ nhìn thấy sự đổi thay liền. Riêng ở thành phố Hồ Chí Minh, đâu đâu cũng có những tòa nhà mới mọc lên. Muốn ăn gì cũng có người giao đến tận tay, đi đâu cũng có xe ôm công nghệ đón rước. Việt Nam cũng sắp có cả tàu cao tốc để di chuyển thuận lợi hơn. Còn thử lui về vùng nông thôn, đâu đâu cũng là nông thôn mới. Tuy đời sống người dân vẫn còn vất vả trăm đường, nhưng hơn hết họ được cả nước chung tay nâng đỡ không ít. Ở nông thôn bây giờ không thiếu ô tô, điện đóm đầy đủ, nhà nào cũng có wifi riêng, tận hưởng dịch vụ không thua kém thành phố là bao. Và sau khi xem những video như vậy, một cảm xúc nữa cũng buồn bã chẳng kém. Người Trung Quốc giàu não nhìn lại cuộc sống của họ và nói rằng, à thì ra tôi còn nghèo nàn và kém cỏi hơn người Việt Nam. Vậy cụ thể họ đã nói những gì thì bây giờ chúng ta cùng đến với phần tổng hợp bình luận của netizen nhé. Người Việt Nam lấy đâu ra tiền mà chạy xe sang đầy đường vậy? Tôi từng chê Việt Nam nghèo nhưng xin lỗi, tôi cũng không có tiền mua ô tô. Người mua ô tô ở Việt Nam rất giàu, trong vòng 5 năm, ô tô gia đình Việt phủ sóng khắp nơi. Tại sao trong rất nhiều chiếc ô tô đó không có chiếc nào là của Trung Quốc? Có vẻ họ chưa đủ tiền để mua những chiếc ô tô đẹp tuyệt vời của Trung Quốc đại lục chúng ta. Có ai chê Việt Nam nghèo nữa đi, tôi sẽ mang ô tô Trung Quốc sang Việt Nam bán, đảm bảo sẽ trở thành ông trùm bán ô tô ở Việt Nam và thu lãi gấp đôi. Điều đó không tệ chút nào, tôi đang ở Việt Nam, đừng nhìn nó bằng con mắt như trước, bây giờ họ phát triển đến mức bạn dụi mắt 10 lần cũng không nghĩ đó là Việt Nam. Ô tô Việt Nam rất đắt, những chiếc ô tô mua ở Trung Quốc với giá hơn 200.000 nhân dân tệ đều là ô tô rất cao cấp. Gái Việt giàu hơn gái Trung Quốc, tự mua được ô tô, thật đáng kinh ngạc. Thuế ở Việt Nam cao, chúng ta đã từng như vậy, xe nhập đắt hơn rất nhiều, nhưng hình như ngày nay ô tô không còn xa xỉ với họ. Việt Nam không còn nghèo như chúng ta tưởng, hãy xem chừng quốc gia nhỏ bé này, ở nông thôn mà hiện đại như vậy, huống gì thành phố. Hơn hẳn tại Quảng Đông chúng ta, cơ sở hạ tầng ở Hà Nội, thủ đô của Việt Nam tương đương với một thành phố cấp tỉnh thông thường trong cả nước. 80% chủ xe là người nước ngoài, chỉ có 1% người Việt Nam đủ tiền mua xe ô tô, số phần trăm còn lại là người Trung Quốc. Theo như tôi biết, một nửa trong số những người lái ô tô trên đường phố Việt Nam có thể đều là người Trung Quốc.
giống hệt đường phố Trung Quốc, hình dáng con người cũng giống như Trung Quốc, chẳng trách đều là gen do người Việt cổ đại để lại, chỉ có điều là nghèo hơn Trung Quốc và xấu xí hơn. Hình ảnh trên chỉ mang tính chất minh họa, sang đến nơi Việt Nam chỉ là đống đổ nát, đi đâu người Trung Quốc cũng bị xua đuổi rất nặng nề, mọi thứ không như là mơ, không có taxi để đi. Có nhiều người đến bây giờ vẫn cố chấp, theo tôi biết Việt Nam có xe ô tô VinFast mang đẳng cấp của quốc tế. Giờ qua Việt Nam xe bốn bánh chạy khắp nơi, có rất nhiều người trẻ Việt Nam chỉ mới 20 tuổi đã có thể tự kiếm tiền mua ô tô. Thật ngạc nhiên vì xưa nay tôi vẫn nghĩ Việt Nam không có nổi một chiếc ô tô để chạy, điều này là ngoài sức tưởng tượng. Tôi đã quá chán ngán với sự tù túng tại Thượng Hải, người dân quá vô tình và chính quyền thì hư hỏng. Việt Nam là ước mơ của tôi nhưng tôi sợ giá nó quá đắt. Có nhiều người châu Phi lái xe sang, còn phụ nữ Việt nghèo đến mức phải lấy những ông chồng già độc thân ở nông thôn Trung Quốc không đủ khả năng nuôi vợ. Vâng, thực tế Việt Nam nghèo hơn cả châu Phi. Nói Việt Nam phát triển nhanh là đúng, nhưng hãy nhìn vào GDP đi, bạn sẽ thấy khá thất vọng. Việt Nam vẫn chỉ là một nước nhỏ với GDP cực kỳ thấp. Người Việt Nam hầu hết phải vay nặng lãi, sau đó mua ô tô chỉ để ra oai nhưng thật sự họ không giàu. Các bạn ạ, xem ý kiến của người Trung Quốc về các mặt kinh tế xã hội thế giới trên mạng là đủ hiểu. Người Trung Quốc có hiểu biết như thế nào rồi? Điều đáng nói ở đây là người Trung Quốc vẫn hoàn toàn hiểu sai về mức sống, mức thu nhập và sự phát triển hiện tại của Việt Nam. Ngày nay ở Việt Nam, chuyện mua ô tô là chuyện như cơm bữa. Người người nhà nhà mua ô tô chứ đâu phải chuyện gì là lạ lùng đâu mà các bạn Trung Quốc phải bàn ra bàn vô nhiều đến thế. Nhiều người mới ra nước ngoài được mấy bữa thì quay lại chê Việt Nam. Nhưng nghĩ kỹ mà xem, Việt Nam người dân chịu khó làm việc, nhà nước luôn bình ổn giá cả thị trường phù hợp với cuộc sống của người dân. Luôn mở cửa cho người dân sang các nước phát triển để làm việc, ưu tiên cho ngành du lịch ở khắp nơi trên đất nước. Nói chung thì còn nhiều vấn nạn chưa giải quyết được, nhưng Việt Nam là một đất nước dễ sống do an ninh ổn định. Nói cho cùng đi nữa, giàu hay nghèo cũng chỉ là tương đối. Giàu hay nghèo, miễn bản thân chúng ta cảm thấy đủ và hạnh phúc là được rồi. Mà xét riêng về chỉ số hạnh phúc thì Việt Nam lại giàu hơn Trung Quốc đấy. Nói thật, một đất nước bị tàn phá nặng nề sau Thế chiến II, muộn 20 năm và phải khắc phục sau chiến tranh. Thì chúng tôi đi sau các bạn khoảng 30 năm, nên đừng so bì, phát triển đến như này là đáng nể lắm rồi. Tổng kết lại, chúng ta có thể thấy dẫu cho cuộc sống có thể chưa được như ý muốn, nhưng người dân Việt Nam có một thái độ ung dung ôn hòa, biết tận hưởng những gì đang có trong khi không quên lao động và sản xuất để phát triển mức sống của mình lên cao hơn. Nên các bạn Trung Quốc đừng ngạc nhiên khi thấy người Việt Nam chúng tôi đua nhau mua ô tô ầm ầm như vậy nha. Còn các bạn nghĩ sao? Hãy bình luận bên dưới những quan điểm của các bạn nhé. Đến đây thì Loa Phường 4.0 phải nói lời chào tạm biệt tất cả các bạn. Chúc các bạn có những phút giây xem video vui vẻ. Đừng quên cho mình một like, một comment và đăng ký kênh để mình có động lực làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!